Trong vực sâu, nơi mà thời gian dường như ngưng động, tồn tại một tộc người mà ít ai biết đến. Họ sống ẩn mình giữa thiên nhiên hoang dã, sử dụng những phép thuật cổ xưa và quyền năng của họ được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Và hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau tiến vào khu rừng trắng trong truyền thuyết và tìm đến các phù thủy mang danh xưng White Forest nhé. Bạn là một người hướng ngoại, không biết tới đâu để offline các card game, về các sản phẩm card game mới, thì Kisara Board Game đều có thể đáp ứng cho bạn. Nếu bạn là một người hướng nội, một bút chi, thì shop cũng có thể đáp ứng cho bạn, thông qua hệ thống web và Shopee sẵn sàng phục vụ. Hãy tới với Kisara Board Game để được trải nghiệm các sản phẩm mới, offline card game và gặp gỡ nhiều bạn mới nhé. White Forest, BOCG có tên là Shikori Mori, là một tộc bài chủ yếu là các quái thú attribute là Light, tộc Spellcaster, được giới thiệu lần đầu trong sản phẩm The Infinite Forbidden. Các quái thú có tông màu là trắng, điểm thêm các chi tiết màu sắc riêng biệt cho từng card, xứng với cái tên White Forest. Tộc bài này có liên hệ trực tiếp đến tộc bài Diabel Star, Sinful's Void và các tộc bài như Snake Eye, Goblin Biker. Dễ dàng nhận thấy nhất, chúng ta có một số sự liên hệ chính như Astella of the White Forest, chính là phiên bản thời thơ của Diabel Star, và lá bài Sorceress of the Sinful Spoil, liên hệ đến các lá bài Sinful Spoil. Nếu bạn đang tự hỏi liên quan đến Snake Eye và Goblin Biker ở đâu thì có thể xem lại video review tập bài Goblin Biker đã có trên channel YouTube của Kisara nhé. White Forest tập trung vào các triệu hồi synchro xung quanh chính là các Light Spellcaster với những tuner có level là 4 và các non-tuner có level 2 để tạo ra các synchro monster có level 6 hoặc 8. Hiệu ứng của các quái thú trong tộc bài có dòng hiệu ứng với cost là send một spell chart từ tay hoặc sân xuống graveyard để kích hoạt. Tuy rằng việc send các card xuống graveyard có vẻ là một bất lợi, song các spell chart từ White Forest có hiệu ứng khác để tự nhảy lại lên sân nếu được gửi vào graveyard để kích hoạt cost ở trên, biến hóa bất lợi trở thành những sự chuẩn bị cho combo tiếp theo. Đầu tiên, chúng ta tới với lá bài có nhiều sự tương tác nhất, Astella of the White Forest. Ở OCG, lá bài này có tên Shikori Mori no Asutera. Với Asutera có cách đọc gần giống với Astella. Astella từ Hy Lạp cổ có nghĩa là sao? Dễ dàng thấy được, đây chính là phiên bản thời niên thiếu của Diabel Star the Black Witch khi cô còn ở trong khu rừng White Forest. Với việc Astella là sao? Và Diabel Side ở trong tên cũng có sao. Ngoài ra, chúng ta cũng có các chi tiết khác như cô ấy có một mái tóc màu trắng và các chi tiết ở quần có màu đỏ. Hiệu ứng của Astella cho phép chúng ta send một spell chart từ tay hoặc sân xuống graveyard, sau đó chúng ta sẽ triệu hồi đặc biệt một Light Spellcaster Tuner từ deck. Một starter cực kỳ hữu dụng khi với cost chỉ là send một spell chart, chúng ta sẽ gọi được một level 4 Tuner và sau đó thực hiện Synchro Summon một level 6. Nên nhớ rằng việc send spell traps White Forest trong tên sẽ trigger các hiệu ứng của chúng, giúp chúng ta có thể hồi được tài nguyên và có được nhiều lợi thế hơn nữa. Ngoài ra, khi lá bài này nằm ở dưới graveyard và có một lá spell trap được gửi xuống bộ để kích hoạt hiệu ứng của một quái thú khác, hiệu ứng thứ hai của Astella sẽ được kích hoạt. Lúc này chúng ta có thể special summon lại Astella, giúp cho việc chúng ta có thêm được tài nguyên cho những lần synchro hoặc kích hoạt hiệu ứng thứ nhất nếu trong lượt này bạn vẫn chưa kích hoạt, là điều có thể xảy ra. Chơi 3 trong deck vì đây là một starter cực kỳ mạnh. LZ of the White Forest ở OCG là Shikori Mori no LZ, được lấy cảm hứng từ tiếng Pháp với LZ gần nghĩa với Risette trong Fair Risette, nghĩa là một nụ cười mỉm xinh xắn, ứng với artwork của cô bé cũng đang mỉm cười. Là phiên bản đối nghịch lại của Astella khi cô là thời thơ ấu của Diabel the Original Sin Keeper, với các chi tiết như tóc vàng và các phần quần áo thì có màu xanh dương nhạt. Hiệu ứng của LZ tương tự như Astella cho phép chúng ta trả cost là send một spell chart từ tay hoặc field và triệu đặc biệt cô ấy từ tay. Đồng thời chúng ta sẽ thêm lên tay một White Forest Monster từ deck, gọi trừ bản thân LZ. Effect này có thể cho phép chúng ta tự special summon LZ và thêm được một monster khác lên tay. Hiệu ứng thứ hai của LZ sẽ được kích hoạt khi lá bài này cũng nằm ở dưới graveyard và một Light Spellcaster Tuner được triệu hồi đặc biệt lên sân của bạn trong lượt của đối thủ. Lúc này, bạn sẽ có thể thêm LZ từ lên tay. Một hiệu ứng hồi cạc cho tên sau của bạn, nhưng đấy là trong trường hợp bạn chưa bị đối thủ combo tới mức phải surrender đâu. Với hiệu ứng hồi tài nguyên và tự triệu hồi đặc biệt bản thân như vậy, lá bài này xứng đáng có tới 3 slot trong deck của bạn. Tiếp theo sẽ là lá bài Sylvie of the White Forest. Ở OCG, Sylvie có tên là Shikori Mori no Sylvie. Cái tên Sylvie được lấy cảm hứng từ một nửa của Silvera, hay còn được biết tới bằng lá cháp Sinful Spoil of Betrayal Silvera. Trong artwork của lá cháp này, chúng ta cũng thấy được hình ảnh của một sinh vật hình chó sói hung tợn,
đang cố gắng để tấn công Diabelle Star, và trùng hợp thay, trong ác quốc của Sylvie cũng xuất hiện hình ảnh những chú chó sói. Hiệu ứng thứ nhất của Sylvie khi được Normal hoặc Special Summon cho chúng ta add lên tay một Spell Trap White Forest, cho chúng ta có thể thêm được lên các lá bài để kích hoạt hoặc tiếp tục sử dụng các hiệu ứng send từ tay của các quái thú White Forest. Quick Effect thứ hai khi lá bài này ở dưới mộ cho phép bạn target một quái thú Synchro có tên White Forest và bạn đang điều khiển hoặc ở dưới mộ, trả về extra deck và sau đó triệu hồi đặc biệt nó lên sân, nhưng hiệu ứng sẽ bị vô hiệu hóa. Một cách để bạn có thể gửi các White Forest đã được gọi lại trở lại extra deck và tiếp tục Synchro, đồng thời chúng ta sẽ có được một body level 4 tuner ở trên sân. Với việc deck đánh xoay quanh triệu hồi Synchro, việc ít 3 lá bài đều dễ hiểu, nhưng các bạn có thể cân nhắc vì chúng ta có thể gọi ra bằng hiệu ứng của Astella hoặc là LZ. Tiếp tục với một tuner level 4, chúng ta có Lucia of the White Forest. Ở OCG, lá bài này có tên Shikori Morino Lucia, với từ Lucia là chơi chữ của Lucia, và có thể được lấy cảm hứng từ Sinful Spoil of Doom Reglesia. Tạo hình của cô là một phù thủy trắng với một cây đũa phép màu xanh đen, đôi mắt màu xanh. Để ý kỹ nhé, chúng ta sẽ còn gặp lại cô ấy ở phần sau của video đấy. Là một extender, Lucia có thể tự triệu hồi đặc biệt từ tay nếu bạn điều khiển một quái thú White Forest. Lucia cũng có một hiệu ứng tương tự như các quái thú White Forest bằng cách send một spell trap từ tay hoặc sân. Cô ấy sẽ giúp cho bạn có được một phép màu. Rút một cạc. 絶望に手を伸ばしたか。それは違うな。俺は希望を手にしたんだ。俺の引いたカードは封印されし、エクゾディア。な、何？今、5枚のカードが全て揃った。Hiệu ứng thứ ba của Lucia tương tự với Sylvie sẽ được kích hoạt nhanh khi cô ấy ở dưới mộ. Bạn có thể target một quái thú White Forest Synchro đang điều khiển hoặc ở dưới mộ, trả về extra deck và sau đó triệu hồi đặc biệt cô ấy với hiệu ứng bị phủ nhận. Với hiệu ứng hỗ trợ White Forest và việc gọi ra bằng LZ quá đơn giản, nên X2 trong bộ bài này có vẻ là quá đủ cho cô nàng này. Quái thú Synchro Tuner đầu tiên trong Archetype, Sylvera, Woodtamer of the White Forest. Sylvera có vẻ như là phiên bản tiến hóa đầy sức mạnh hơn nữa của Sylvie, khi mà giờ đây, cặp sói của cô nàng được bao bọc quanh những luồng năng lượng vàng cam đầy mạnh mẽ. Điều kiện triệu hồi cũng tương đối đơn giản, một tuner và một cộng non-tuner cho việc Synchro level 6. Chúng ta có thể sử dụng các tuner level 4 ở trên với Astella hoặc là LZ để có level là 2. Hiệu ứng đầu tiên khi được triệu hồi đặc biệt thì đưa tất cả quái thú face up của đối thủ sang face down, giúp cho các disruption của đối thủ lên chúng ta trở nên vô hiệu, từ đó đặt nền móng cho chiến thắng của bản thân. Hiệu ứng thứ hai có tương tác trực tiếp với các Synchro Spellcaster và các Synchro Illusion, type mới của Yu-Gi-Oh! Bằng cách tăng cho các quái thú thuộc các tay đó thêm 500 ATK, đồng thời nếu tấn công quái thú ở thế thủ thì cây sắt thương xuyên thủ gấp đôi. Xin nhắc lại là gấp đôi, giống như hiệu ứng của Blue Eye Chaos Max Dragon vậy. Việc sử dụng hiệu ứng đầu tiên của các quái thú bản thân có thể tấn công với nhất đôi sát thương thật sự là quá đáng sợ. Chơi X1 trong extra deck vì chúng ta có thể gửi trở lại extra bằng các hiệu ứng của các tuner White Forest. Reglesia, Sinister Soul of the White Forest. Tiếp tục lại là một nâng cấp và lần này nó lại dành cho Lucia khi cô ấy đã mọc ra một đôi cánh đầy hung tợn và các tinh linh quỷ quay quanh xung quanh để chờ đợi chủ nhân. Tương tự Sylvera, điều kiện đó là một tuner và một cộng non-tuner cho các quái thú Synchro level 6. Cứng của Reglesia khi nó được Special Summon cho phép bạn send một Spell Trap từ tay hoặc sân xuống mộ để chúng ta có thể thêm được một lá bài White Forest hoặc một quái thú Spellcaster hệ Light từ deck lên tay. Một hiệu ứng thêm cạc từ tay tùy tình huống mà chúng ta có thể lựa chọn thêm Spell Trap hoặc Monster. Tuy nhiên nó chỉ có thể kích hoạt một lần một lượt nên hãy suy nghĩ thật cẩn thận khi dùng nhé. Hiệu ứng thứ hai của Reglesia cũng tăng 500 ATK cho các quái thú Synchro, Illusion và Spellcaster. Đồng thời, một hiệu ứng cũng bảo kê cực tốt khi có thể chống destroy bởi các card effect của đối thủ. Chúng ta nên chơi X1 vì có thể hồi hàng được bằng các tuner. Diabelle, Queen of the White Forest. Một sự thay đổi lớn đến từ LZ, hay lúc này đã là Diabelle. Với các chi tiết khắc hóa màu tím xanh vẫn còn trên bộ đồ trắng, biến ả ta trở nên nguy hiểm hơn. Và bên tay trái là một loại phép màu xanh cực mạnh, có thể chúng ta sẽ được tiết lộ thêm trong tương lai. Ở OCG, lá bài này tên Shikori Morino Yuma Diabelle. Với Yuma ở đây mang ý chỉ một con quái vật, rất hợp với hình ảnh Diabelle hiện tại, đầy ma mị. Diabelle, Queen of the White Forest, đặc biệt hơn các quái thú khác một chút khi cô mang level 8 và là tộc Illusion.
được tạo từ một tuner và một cộng non-tuner. Hiệu ứng đầu tiên được kích hoạt khi bạn synchro summon lá bài này bằng một tuner synchro monster. Lúc này bạn sẽ có thể target một spell trap trong mộ, thêm lại vào tay. Một hiệu ứng hồi hàng đầy hiệu quả để tiếp tục combo hoặc dàn trận để đánh bại đối thủ. Hiệu ứng thứ hai chỉ được kích hoạt khi đối thủ kích hoạt một lá bài hoặc hiệu ứng. Quick Effect giúp bạn trả cost bằng cách gửi một spell trap từ tay hoặc sân xuống mộ và gọi ra sân một quái thú tuner synchro có level bằng hoặc thấp hơn 7. Quái thú này có thể gọi được từ extra deck, graveyard hoặc là banishment. Chơi x1 thôi, hồi hàng được thì x2 để làm gì? Tới với dàn spell trap của White Forest, chúng ta có Tale of the White Forest. Artwork của lá bài này mô tả được hình ảnh các pháp sư chính trong khu rừng trắng. Trừ việc nhân vật ở giữa chưa hề xuất hiện, thì chúng ta có thể thấy được theo thứ tự từ trái sang phải bao gồm Astella, Lucia, Sylvie, Elzette. Hiệu ứng của lá bài này được kích hoạt khi bạn có điều khiển một quái thú Illusion hoặc Spellcaster. Chúng ta có thể thêm một quái thú White Forest từ bộ bài lên tay, một cách để áp card để tiếp tục combo tương đối tốt, lợi ích nhiều nhưng không quá thiệt hại. Hiệu ứng thứ hai được sử dụng khi một quái thú gửi lá bài này xuống mộ, lá bài này sẽ tự động set lại lên sân của chúng ta, có thể kết hợp với hiệu ứng thứ nhất để tối ưu tài nguyên trên tay và trên sân bởi khả năng tự set lại của bản thân. Chơi x3 luôn nhé. Nếu Tale of the White Forest là mặt sáng của khu rừng trắng thì Beware the White Forest lại thể hiện mặt tối của khu rừng này. Với việc có một biểu tượng trắng ở giữa giống như ký hiệu trên tay của Diabelle và sự xâm lấn dần dần của aura màu đỏ, chứng tỏ khu rừng có những bí mật ma quỷ ở đằng sau. Beware cũng có nghĩa là cảnh báo mọi người cẩn thận về một điều gì đó, có thể là một thế lực hắc ám ở trong rừng trắng. Cũng như các lá bài spell trap khác, trên chiến trường lá bài này cũng mang đến cho chúng ta hai hiệu ứng. Hiệu ứng thứ nhất được kích hoạt khi ta điều khiển một quái thú Illusion hoặc Spellcaster có level 6 hoặc cao hơn. Lúc này chúng ta có thể target một card của đối thủ và phá hiện nó. Một hiệu ứng bắn phá đối thủ One Per Turn rất hữu hiệu để dọn sạch những sự khó chịu ở trên sân. Hiệu ứng thứ hai được kích hoạt khi được send xuống graveyard để kích hoạt hiệu ứng các quái thú. Chúng ta sẽ được set lá bài này lại trên sân. Một hiệu ứng rất tốt khi giúp chúng ta trả cost cho các quái thú White Forest, sau đó set lại lá bài này lên sân để bắn phá. Chơi x1 và chúng ta có thể set nó được. Susurrus of the Sinful Spire, một lá bài đặc biệt khi nó được xem như một card Sinful Spire. Artwork của lá bài là hình ảnh LZ và Acela đang cầm một vật thể hình tròn trông rất giống quả táo. Hình ảnh này có thể tượng trưng cho trái cấm, cũng là Sinful Spire. Hiệu ứng đầu tiên của lá bài này nói về khả năng hồi tài nguyên với việc target một quái thú Illusion hoặc Spellcaster đang điều khiển. Chúng ta có thể trả về tay hoặc extra deck, sau đó chịu đặc biệt một quái thú Illusion hoặc Spellcaster từ graveyard hoặc banishment. Trả một và gọi một từ mộ hoặc banishment, việc tính toán và sử dụng các hiệu ứng quái thú dường như trở nên đơn giản hơn bao giờ hết. Hiệu ứng thứ hai cũng như Beware, xét lại lá bài này lên sân. Lưu ý rằng đây là quick play spell nên hãy chắc chắn rằng bạn timing đúng để có thể sử dụng được Susurrus nhé. Chơi không hoặc một nếu bạn muốn. Lá trap đầu tiên trong bộ bài Wood of the White Forest. Đây có lẽ là nối tiếp từ Beware the White Forest. Khi này chúng ta có thể thấy các con vật đại diện cho các White Forest đã xuất hiện với cảm giác đang bị hắc hóa dần. Hiệu ứng đầu tiên cho phép bạn triệu hồi đặc biệt một quái thú White Forest từ tay hoặc bộ bài, và ngay khi hiệu ứng thành công thì chúng ta có thể synchro summon một quái thú White Forest, một bước đệm để gọi một nguyên liệu lên sân, và từ đó chúng ta có thể synchro summon lên các chủ lực của bộ bài. Hiệu ứng thứ hai cũng tương tự, khi chúng ta có thể set nó khi đang ở graveyard. Chơi x2 vì khả năng synchro tuyệt vời trong lực đối thủ gây ra disruption cho họ. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video giới thiệu tộc bài White Forest trong Yu-Gi-Oh! Hy vọng rằng qua video này các bạn đã hiểu thêm về sức mạnh và chiến thuật của tộc bài White Forest. Đừng quên để lại ý kiến của các bạn ở phần bình luận. Nhấn like nếu các bạn thấy video hữu ích và nhấn subscribe kênh để không bỏ lỡ những video mới nhất về Yu-Gi-Oh! Chúc các bạn có những trận đấu thú vị và đầy kịch tính với tộc bài White Forest. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo trên kênh của Kisara nhé! Các bạn hãy đến shop Kisara ở 930-46 Trần Hưng Đạo, phường 7, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh để săn ngay những lá bài hiếm nhé.